chào mọi người, rất vui khi được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Chủ đề của video ngày hôm nay thì liên quan tới tờ tiền 20 đô này trên tay tớ. Nhắc tới đây thì chắc chắn là mọi người có thể đoán ra được chủ đề của video hôm nay là gì rồi, bởi vì nó quá là lộ liễu luôn ý. Nhưng mà để giới thiệu cho những bạn chưa bao giờ biết tới cái challenge này thì video ngày hôm nay tớ sẽ làm là một video thử thách. Đó chính là video $20 Makeup Challenge, hay còn gọi là thử thách makeup với 20 đô, hay là Việt Nam hình như mọi người có đổi tên thành là thử thách makeup với cả 500.000, tại vì 20 đô đổi ra thì cũng được khoảng tầm như thế, tùy tỷ giá. Tất cả những cái sản phẩm makeup mà tớ sử dụng trong video ngày hôm nay thì đều có giá tóm gọn trong vòng 20 đô la Mỹ thôi, và tớ sẽ sử dụng tất cả những cái sản phẩm makeup đó để tạo nên kiểu makeup ngày hôm nay ở trên mặt tớ. Nếu như mọi người có hứng thú với cả chủ đề thử thách này và muốn xem là tớ sử dụng những cái sản phẩm makeup gì để tạo ra kiểu makeup trên mặt ngày hôm nay thì hãy tiếp tục xem video cùng với tớ nhé. Đây là cái túi Target. Bên trong này thì có tất cả những cái đồ makeup drugstore mà tớ đã mua. Một cái điều bí mật nho nhỏ mà không phải ai cũng biết là tớ đã mua cái đống này từ năm 2015. Chính xác ra là tớ mua từ ngày 30 tháng 12 năm 2015, từ năm ngoái rồi. Và đến bây giờ là tháng 8, tớ mới lôi ra. Bây giờ thì tớ sẽ bắt đầu cho mọi người xem tớ mua những gì nhá. Đầu tiên thì là lọ kem nền của Maybelline Dream Wonder Fluid Touch Foundation. Cái lọ này thì có giá là 6 đô 28. Món đồ tiếp theo tớ mua thứ hai là một cây mascara của hãng NYC New York Color. Cái này thì là 1 đô 89. Tiếp theo cũng là một cái sản phẩm khác của hãng NYC. Đây là cây bút kẻ mắt nước Liquid Eyeliner. Cái này thì có giá là 2 đô 82. Đây là một cái cây chì eyeshadow của Rimmel Scandal Eyes, kiểu dạng chì dạng thỏi. Cái này thì có giá là bao nhiêu tiền đây? Cái này có giá là 1 đô 98. Và cuối cùng trong cái đống này, cái này đợt để tớ mua nó cũng đang trong lúc sale, là một thỏi son của L'Oreal. Thỏi son này thì có giá là 5 đô 58. Và tổng tiền của tớ mua là 18 đô 55 sen, thêm thuế của bang tớ ở là 8% thì là 1 đô 48. Tổng tiền tớ mua là 20 đô 03 sen. Thì thực ra là hơn 3 sen, nhưng mà nói chung là 20 đô 3 sen thì nó cũng vẫn là 20 đô thôi. Thế nên là ăn gian tí. Tớ đã cột tóc lên cho gọn rồi, bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu với cả bước nền. Đầu tiên thì tớ sẽ sử dụng lọ kem nền Dream Wonder Fluid Touch Foundation này. Màu này của tớ sử dụng là màu 75 Natural Beige. Cái này thì thấy họ hướng dẫn là phải lắp trước khi sử dụng này, thế xong rồi bỏ ra tay và thoa lên mặt thôi. Trước khi mà tớ quay video này thì tớ đã ngồi xem hết tập phim mới nhất của phim W. Tớ đã kiểu nghiện phim W. Tất cả những cái drama nào mới nhất bây giờ thì hầu như tớ xem hết cả. Nhưng mà phim W là bộ phim drama đỉnh nhất, đỉnh nhất từ tất cả cái một quãng thời gian dài ấy. Tại vì tớ rất là thích những cái bộ phim mà nó kiểu hơi viễn tưởng, kiểu dạng fiction như thế. Bây giờ quay lại với cả cái lọ kem nền. Cái applicator, cái miếng này của tớ cũng không biết nói là cái gì nữa. Trông nó giống như là của Marc Jacobs ấy. Mặt tớ đang bị mụn rất là nhiều bởi vì tớ sắp đến cái ngày đó. Thế nên là chán chiếc các thứ tự dưng mặc một đống mụn. Để xem cái kem nền này nó có che được không. Nói chung là cái này thì video này không phải là video kiểu makeup tutorial ấy. Thế nên là màu sắc tớ không quan tâm lắm. Tớ chỉ quan tâm là trang điểm cả mặt mất 20 đô rồi. Tớ sẽ chấm thêm cái kem nền này ở những cái điểm mà tớ cần che phủ thêm. Bây giờ thì tớ lấy tay đập nhẹ kiểu dạng dabbing motion ở trên những cái vùng mụn ấy, thì mọi người sẽ có được độ che phủ cao hơn. Tớ nghĩ chắc là tớ sẽ sử dụng mascara để kẻ lông mày. Cái mascara này đầu của nó trông cũng có vẻ thon thon ý. Thế nên là có thể tớ sẽ sử dụng được. Tớ sẽ vẩy tay thật là nhẹ thôi, tại vì lông mày của tớ mà không đánh gì thì nó rất là nhạt. Đây, mọi người cứ chuốt thật là nhẹ theo cái đường lông mày của mọi người thôi.
lông mày trông nó như là chuột gặm như thế này thì mong mọi người thông cảm. Tớ có thể sử dụng cái cây bút chì kẻ mắt dạng eyeshadow stick của Rimmel để... Ôi, chưa gì đã thấy gãy. Ôi, gãy rồi. Ôi kệ, ông mẹ ơi, cái đầu chì này nó to quá, không thể nào mà vẽ được. Tạm thời lông mày nữa. Ôi, nói chung là nhìn trông như là chó gặm ý. Thế mà bây giờ thì tớ sẽ tiếp tục tới phần trang điểm mắt, tớ sẽ tiếp tục dùng cái chì này. Tớ thấy chắc chắn đây là cái kiểu make up lởm nhất mà tớ từng làm. Cái chì này dùng cũng dở lắm mà nó cứ bị dính dính như thế nào. Bây giờ thì tớ sẽ sử dụng cái bút kẻ mắt nước của NYC Eyeliner Liquid. Màu này của tớ có là màu 888 Paralyzed Black. Nên kẻ em giờ phải cay mắt nhỉ. Kiểu cảm giác nó kiểu chết cháy bơn bơn sốt sốt. Thì nói thật là cái video make up sử dụng hai video này tớ thấy chỉ nên làm cho vui thôi, chứ còn thực ra thì nhiều cái sản phẩm mà mình mua dùng ấy nó rẻ nhưng mà nó không tốt. Thử như thế này, tớ nghĩ là mọi người không bao giờ nên thử dùng cái NYC Eyeliner Liquid này mà nên dùng mấy cái của Elf hơn. Hôm đấy tớ không muốn mua một cái sản phẩm nào của Elf cả, bởi vì tớ cảm giác là cái gì của Elf thì nó cũng kiểu 1 đô hay 3 đô hay là 6 đô gì đấy, nó rất là rẻ ấy, thì cảm giác như thế là mình hơi ăn gian, thế nên là tớ cố gắng mua những cái hãng nào không được của Elf. Bây giờ thì tớ sẽ trải mascara. Cái mascara này là Lengthening Mascara Sky Rise của NYC. Cái này thì chắc là có thể làm dài lông mi, tại vì thấy nó ghi là lengthening. Nhìn cũng ra vấn đề phết đấy chứ, mà tớ còn không có kẻ mi luôn. Tớ quên mất son này tên đầy đủ là gì rồi, tớ sẽ cố gắng tìm lại tên và để phía dưới cho mọi người xem. Màu đẹp, hiệu ứng cũng đẹp, giống như kiểu cảm giác như son của Hàn Quốc. Bây giờ thì tớ sẽ chấm phát ở trên má. Xong rồi, giống nhở, mọi người thấy được không? Tớ trông thấy nó cứ thế nào ấy. Challenge của tớ tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video ngày hôm nay cho tới tận cuối. Nếu như mọi người có bất cứ thử thách nào khác hay ho và thú vị hơn thì đừng quên comment ở phía dưới cho tớ tham khảo cho các video sau này nhé. Cảm ơn mọi người một lần nữa rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo trên kênh The Makeaholics. Bye bye. Chào mọi người, rất vui khi được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm trước thì tớ có post một cái ảnh trên Instagram khoe với mọi người là tớ mới mua một cái bộ máy ảnh mới. Và trong cái post đó thì tớ có hỏi mọi người là mọi người muốn xem video gì nhất. Thì mọi người có comment rất là nhiều và giới thiệu cho tớ nhiều chủ đề khác nhau ấy.